Chỉ biết cười với các bạn mà thôi. Bởi vì các bạn có thấy không? Ngay phía sau tôi là Rolls-Royce Cullinan. Và tôi nghe đâu đấy là ở Việt Nam thì cũng đã có doanh nhân nào đó đặt rồi, cũng ai đó đặt rồi, và về Việt Nam nó khoảng 41 tỷ đồng. Đây, mẫu SUV đầu tiên trong lịch sử của Rolls-Royce. Nó sẽ nằm cùng phân khúc với cả Bentley Bentayga, những chiếc xe siêu sang đến từ Anh Quốc. Ngay bây giờ hãy cùng tôi ngắm nghía nhá. Rất đồ sộ phải không ạ? Vừa rồi thì đã có một cái video về BMW X7 rồi, cũng rất đồ sộ, nhưng mà so với Cullinan này thì chưa là gì cả. Cái điều khá đặc biệt với Cullinan này là ngay từ cái tên. Và ngay từ tên Cullinan là viên kim cương, kim cương lớn nhất thế giới nhá, từ trước tới nay. Đó, được đặt tên, ngay cả cái tên đã nói lên sự đặc biệt của Rolls-Royce rồi. Và lưới tản nhiệt rất đặc trưng, camera vào trong hệ thống camera 360 ở dưới đây. Phần đèn này thì theo mình được biết đây là đèn đèn laser, và có cái khoảng chiếu xa lên tới khoảng 600 mét. Cái điều đặc biệt thứ hai mà Cullinan này có được đấy là sử dụng cái nền tảng Architecture of Luxury, cái nền tảng khung công nghệ khung gầm thân vỏ mới của Rolls-Royce. Và Phantom 8 là chiếc xe thứ hai được dùng. Quá đồ sộ phải không ạ? Đây nha. Chiếc bánh với kích thước R22 rất lớn, quá to luôn. Và hệ thống treo là hệ thống treo khí nén. Cái thuật toán xử lý trên cái hệ thống treo khí nén này nghe đâu đấy lên tới hàng triệu, một phần triệu giây. Hệ thống nó sẽ kiểm soát liên tục các cái theo dõi tình trạng liên tục hoạt động của các cái bánh xe, nhận thông số, và từ đấy sẽ đưa ra lệnh để điều khiển cái hệ thống treo làm sao cho chủ nhân ngồi phía sau, ngồi trong xe phải cực kỳ êm ái. Cửa mở thì rất là đặc trưng, cửa mở từ tâm mở ra rất là đặc trưng của Rolls-Royce. Những chiếc xe của Anh Quốc thì rất nổi tiếng bởi trình độ chế tạo thủ công bậc thầy và phải nói đẳng cấp nhất trên thế giới. Đấy, các bạn có thể thấy đường coastline này, đường coastline chạy xuyên suốt luôn, rất đẹp. Đường coastline này các bạn có thể nhìn nhá, các bạn nhìn này, hoàn toàn là vẽ bằng tay, vẽ bằng tay của một nghệ nhân, phải mất nhiều giờ đồng hồ để hoàn thành cái công đoạn này. Wow. Cửa sau thì mở thành hai ngăn và như hình vỏ sò thôi. Khá giống X7 phải không ạ? Khá giống X7 vừa rồi mình có giới thiệu. Và nếu như bạn có thể đặt thêm những cái bộ ghế mini ngồi phía sau để đi trượt tuyết, để đi câu cá gì đấy thì sẽ có. Với Rolls-Royce thì mọi yêu cầu của bạn đều có thể đáp ứng được. Bởi đơn giản, Rolls-Royce hay Bentley, những hãng xe siêu sang, cái khả năng cá nhân hóa đẳng cấp phải nói cao nhất thế giới. Như tôi đã nói rồi, bạn muốn đưa phần gỗ, cây gỗ, thân gỗ của nhà bạn, gỗ quý hiếm lên xe, Rolls-Royce cũng có thể làm được điều đấy. Và ở trong khoang xe đấy, các bạn có thể thấy này, kim loại, gỗ và da đều là đẳng cấp nhất trên thế giới, đều là những hàng thử rất đặc biệt luôn.
Có thể nói là Cullinan là sở hữu cái nội thất khoảng xa xỉ nhất hiện nay. Nhất hiện nay luôn, nhất hiện nay về cái dòng SUV. Và các bạn có thể thấy là lần đầu tiên một chiếc xe Rolls-Royce chính là Cullinan được trang bị một cái màn hình cảm ứng ở giữa. Trông nó cái gì đấy, nó huyền bí, nó cao cấp, nó đẳng cấp, nó sang trọng. Có xe là có hệ thống quan sát đêm, phát triển và có khả năng phát hiện động vật, kiểm soát hành trình chủ động, rồi hệ thống tránh va chạm, các cổng USB và sạc không dây. Thực ra những cái chức năng này bây giờ cũng phải đưa lên những chiếc xe siêu sang hết rồi. Và rất đặc biệt nhé, cái mẫu xe này khi mà bạn mở ra ấy, mở cửa ra nhé, thì cái gầm nó sẽ tự động hạ xuống khoảng 5cm cho bạn bước ra bước vào dễ hơn. Bởi vì rất đơn giản là cái mẫu xe này có chiều cao khá là lớn, có cái độ cao của gầm ấy. Và cao của gầm. Và cái phần này này, cái phần cửa đây này, đấy, cái phần bậc lên xuống đây nhá, bạn sẽ không bao giờ bị bẩn luôn. Đấy, bạn sẽ không bao giờ bị bẩn. Thông thường chúng ta bước lên bước xuống thì nếu mà xe này đi vào cái đường xấu, đường bụi thì chân chúng ta sẽ bị quẹt vào đây. Nhưng với Rolls-Royce không bao giờ bạn phải lo lắng điều đó. Bởi vì đơn giản, tôi là Rolls-Royce, tôi là đẳng cấp nhất thế giới. Chỉ riêng những cái công đoạn gỗ này thôi, công đoạn chế tác gỗ này thôi đã tốn rất rất nhiều thời gian rồi. Bởi vì toàn làm bằng thủ công thôi, hay là công nghệ làm ra ghế này chẳng hạn. Mình nghĩ là trên xe Rolls-Royce này, Cullinan này cũng phải mất tầm 15 con bò đấy, là còn phải lọc ra lấy những cái phần tốt nhất nữa. Và một điều rất là đặc biệt là Cullinan cũng là chiếc xe Rolls-Royce đầu tiên sử dụng hệ thống dẫn động all-wheel drive thay cho rear-wheel drive, tức là cầu sau. Và cái cơ chế này nó sẽ liên kết chặt chẽ với hệ thống treo khí nén, tự động điều chỉnh độ cao và căn chỉnh riêng khi chúng ta đi off-road hoặc chạy trên đường thông thường. Với động cơ, vâng thưa các bạn, động cơ thì với Rolls-Royce thì có lẽ là chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Động cơ V12 với tăng áp kép này, dung tích 6,75 lít và công suất là 563 mã lực. Mô men xoắn là 850 Nm. Thì với một cái xe như thế này thì không có vấn đề gì. Có lẽ là đạp phát cũng lên thôi. Tất nhiên Rolls-Royce sẽ khác Bentley. Rolls-Royce là hướng tới sự êm ái, sự đẳng cấp, sự sang trọng. Đây, lần đầu tiên nhé, lần đầu tiên có chế độ này, nâng hạ gầm này, cam 360 này, chế độ off-road này, hỗ trợ độ dốc này. Và mùi trên Rolls-Royce thì không phải nghĩ luôn. Bởi vì đơn giản, tôi là một chiếc xe sang, tôi là một chiếc xe nhiều triệu đô. Và tôi sinh ra chỉ để cho bạn, dành riêng cho bạn mà thôi. Và bởi vì tính cá nhân hóa trên những chiếc xe Rolls-Royce này quá cao, cho nên chúng ta sẽ khó có thể tìm được quá nhiều cái điểm, mà đặc biệt là phần nội thất. Rất rất nhiều sự khác biệt trên mỗi chiếc xe của Rolls-Royce. Bàn làm việc liệu mình có mở được không? Đây, nhấn nút. Đấy. Rồi các bạn có thấy được không? Trên bàn làm việc này, bấm này, nó sẽ tự động thu lại này, nó sẽ tự động mở ra, mọi âm thanh đều im phăng phắc nha các bạn, rất đẳng cấp. Sự đắt đỏ trên Rolls-Royce còn thể hiện qua hệ thống khung gầm và thân vỏ nữa, toàn bằng nhôm thôi các bạn có thể thấy nhá. Một chiếc xe nặng tới 2,6-2,7 tấn, chiều dài tổng thể là khoảng phải hơn 5m3, nhưng mà các bạn hãy xem tôi mở cái cửa này, rất nhẹ nhàng luôn, nhẹ quá cơ. Đây, rất nhẹ nhàng luôn. Mà một chiếc cửa nó dày như thế này. Rồi. Tất cả các phím điều khiển. Đây, start, stop này. Rồi để các chế độ đèn này. Rồi, chế độ hỗ trợ lái ban đêm này. Tất cả đều là kim loại và vật liệu cao cấp hết. Rồi. Cũng đàm thoại rảnh tay. Nhưng mà nó là trên Rolls-Royce. Vật liệu nó hoàn toàn khác đây. Rất đẳng cấp luôn.
Cesare Gasparizzi. Perché? Adaptive Cruise Control đây. Có hết. Ở những chiếc xe Rolls-Royce bây giờ không chỉ đẳng cấp đâu mà còn cực kỳ công nghệ nữa. Đó. Và màn hình head-up display nếu mà có, nếu mà chạy á thì nó sẽ hiển thị ở trên kính lái này. Đấy, đây là phần mà nó sẽ lấy thông tin và nó phản xạ lên kính lái. Trong cái nhiều video mà mình có chia sẻ về quy trình sản xuất Rolls-Royce hay Bentley hoặc là những chiếc xe của Anh Quốc rất đắt đỏ, bởi vì đơn giản nó rất là hiếm, ít và toàn chế tác bằng thủ công thôi. Cửa rất là nhẹ. Wow, quá nhẹ luôn. Hôm trước thì mình có nói về Lexus là cánh cửa của Lexus ES có trẻ 5 tuổi cũng đóng được, nhưng mà mình nghĩ cái cửa của Rolls-Royce đây trẻ 1 tuổi cũng có thể đóng được. Biểu tượng. Biểu tượng rất đẹp xuất hiện trên cái xe. Thực ra thì các bạn có thể thấy được là cái phần mà ghế ngồi đằng sau này có thể tùy chỉnh được, sẽ tùy chỉnh được, sẽ đặt được theo kiểu ngồi của quầy bar hay gì đó. Đấy là nhu cầu của bạn mà thôi. Với Rolls-Royce thì không có giới hạn nào cho sự sáng tạo nữa. Ở phần tựa đầu sẽ có logo Rolls-Royce này, R này. Và có cái vách kính, có vách kính phía trên ạ. Đây, cái vách kính đây. Các bạn sẽ thấy ở đây. Với Rolls-Royce thì không chỉ là mẫu xe sedan, ngay cả bất kỳ những dòng xe SUV, thậm chí sau này có thể ra những chiếc xe siêu sang nữa, thì không gian dành cho người ngồi sau đều phải rất yên tĩnh, rất đẳng cấp và rất sang trọng. Thực ra mình nghĩ ra xe thể thao siêu sang thì hơi khó, bởi vì định vị khách hàng của Rolls-Royce là những ông chủ, những quý ông. Ở Mỹ thì mẫu xe này là hơn 300.000 đô cho một cái bản cơ sở. Nhưng như mình chia sẻ rồi, sẽ không có mẫu Rolls-Royce nào giống mẫu Rolls-Royce nào đâu. Nó sẽ là hoàn toàn khác biệt. Bạn có thể đưa cái gen ADN của mình lên phần táp lô cửa. Bạn có thể có một cây gỗ quý, gỗ xưa chẳng hạn. Bạn muốn Rolls-Royce làm cho bạn phần ốp gỗ ở trong, Rolls-Royce sẽ làm cho bạn. Bạn yêu cầu, bạn đưa ra ý tưởng, những ý tưởng đôi khi nó là siêu tưởng, Rolls-Royce sẽ giúp bạn hiện thực hóa nó. Và chúng ta hãy nên nhớ rằng khi Rolls-Royce ra mắt mẫu SUV này thì sẽ hướng tới những khách hàng, những ông chủ không chỉ suốt ngày ngồi bàn giấy đâu, mà còn muốn họ có các hoạt động dã ngoại, đi trượt tuyết, đi bơi, đi câu cá, thậm chí đi chinh phục những cái địa điểm, địa hình thật là khó khăn một chút. Nhưng mà mang một mẫu xe mà đôi triệu đô như thế này thì nó cứ xót xa thế nào ấy nhỉ. Nhưng với những người có tiền thì không gì là không thể. Rồi các bạn hãy subscribe, hãy rung chuông, hãy ủng hộ Autodaily bằng cách comment thêm và chia sẻ những cái video chúng tôi đang cập nhật, đang tiếp tục đưa tin tại Bangkok, Busan nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.